Xin chào các bác, rất vui được gặp lại các bác trên kênh youtube của Đồng Hồ Quang Lâm Và ngày hôm nay bên em có về với các bác một mẫu đồng hồ rất đẹp của Casio Đó, đây là một chiếc Casio thuộc dòng G-Shock Và chiếc này thì nó có khá là nhiều các cái chức năng Và kiểu dáng của nó cũng rất đẹp Đây là chiếc đồng hồ của chúng ta ngày hôm nay và đi kèm với chiếc này nó sẽ là một cái thẻ bảo hành của Casio G-Shock này International Warranty thẻ bảo hành quốc tế các bác nhé đó tất cả các thông tin đi kèm ở trong này chiếc này sẽ được bảo hành 5 năm để các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng và hướng dẫn sử dụng cho mô đun 5657 các bác nhé đó được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam bởi đồng hồ Quang Lâm và có đầy đủ hộp sổ thẻ đi kèm bên trong các bác sẽ có một chiếc hộp mà bằng thiếc là kim loại các bạn nhé đó. còn nguyên siêu Đây rồi đây là cái siêu ni lông ở trên mặt ở trên đồng hồ này là một chiếc với mặt màu dial màu tím với vân chạy tia rất đẹp chiếc này các bác có thể check cái mã tham khảo của nó là Casio G-Shock GST B400 AD gạch ngang 1A4DR và với giá bán lẻ đề xuất tại thị trường Việt Nam là 14 triệu 509 nghìn các bác nhé và khi các bác cào vị trí này các bác sẽ có được một mã số bảo hành và kích hoạt bảo hành điện tử Chiếc này sẽ được bảo hành 5 năm các bạn nhé. Đó. Và đây nó là đầy đủ các cái uh, tem chống hàng giả phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. GST B400. Chiếc này các bác sẽ có sai mặt đường kính ở đây là sai khoảng 43,5 mm và độ dày dày 13,2 lắc tu lắc ở trên chiếc này là tầm 46,6 và với chiếc này kiểu dáng rất là gọn và cứng cáp thì nó sẽ hợp với các bác tay 16 trở lên các bác đeo chiếc này là sẽ rất đẹp Đó. mặt đầu ở trên chiếc này có màu màu tím các bác nhé chiếc này màu tím với bộ vân trải tia và 12 bộ cọc số index đính nổi bộ kim hình lưỡi kiếm có đèn led, trên này có đèn led các bạn. Giả quang thì không thể có, nhưng mà nó có đèn led các bạn nhé. Và ở góc 12 giờ thì các bác sẽ có logo của Casio G-Shock này. Tiếp theo là giờ kim dây điện tử ở bên góc 3 giờ. Thế này là các bác sẽ có hiển thị là thứ ngày tháng, giờ phút giây ở đây, chống nước là 200 m. Và bên trên góc 9 giờ, các bác sẽ có được đầu tiên là LH, nên là kiểm tra mức năng lượng này. Đó, tiếp theo là world time, giờ thế giới các bạn nhé. ST là chế độ bấm giờ thể thao và TR là giờ đếm ngược. lam là báo thức và các bác sẽ có kết nối được với smartphone qua ứng dụng và Bluetooth. Đó, đồng bộ 4 lần mỗi ngày, không bao giờ có sai số. Và chúng ta sẽ có kính khoáng cứng chống xước của Casio ở trên cái dòng này và cái viền benzen rất là cứng cáp đây. nó được làm bằng carbon và thép không dỉ. trên này là chủ yếu là carbon và thép không dỉ. các bác nhé. Tên có bốn nút chức năng, logo Casio, hai cái đinh ở hai góc và có màu đen các bác nhé bên hông các bác sẽ có ba hai cái núm chỉnh hai núm bên trái và hai núm ở bên phải có đèn led từ góc 5 giờ hát sang rất sáng đó, trên này màu mặt rất đẹp ở mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số cơ bản ở trên trên này đó có kết nối bluetooth này tab solar pin năng lượng mặt trời không cần phải thay chống nước 200m thép không gì Japan Movement Kei China sản xuất và lắp ráp tại nhà máy của Casio ở Trung Quốc sau đó xuất về nội địa Nhật để tiêu thụ và sử dụng trên này sử dụng mô là 5657 GTB400 là mã của dòng này. Đó. Và ở đây thì các bác sẽ có uh, các cái thông tố như là khung vỏ được làm bằng carbon, các những cái phần này nó làm bằng carbon siêu bền và siêu nhẹ. Cấu trúc bảo vệ loại kép chống sốc, chống va đập rất tốt cho những cái dòng này. Ở đây thì các bác sẽ có đây các cái thẻ niêm yết đây. Có ở đây là Bluetooth là đầu tiên này, Tab solar pin năng lượng mặt trời không hoàn thay này. Khung vỏ thì được làm uh, với chất liệu là carbon và thép không dỉ các bạn nhé và ở đây chúng ta sẽ có đèn led one time thế giới và chống nước 200m smartphone link kết nối được với bluetooth qua <laughs> kết nối đến với điện thoại qua ứng dụng bluetooth và bên em có một cái hướng dẫn cực kỳ chi tiết chỉnh chiếc này từng chế độ một các bác có thể uh, tham khảo thêm để mà hiểu rõ hết được tất cả các cái tính năng của chiếc này đi kèm sẽ là một bộ khung vỏ làm bằng thép không dỉ dây là dây thép đúc đặc đó, khóa gập một bên và có logo Casio G-Shock. Em sẽ lên thử trên tay 17 cho các bác trên này. Như chiếc này thì các bác sẽ có cổ tay tầm khoảng từ 16 trở lên là đeo rất đẹp. Thiết kế rất là gân quốc nhưng mà nó lại gọn gà. Đó. Và nó hợp với các bác cả những các bác có cổ tay vừa và nhỏ đeo cũng được. Tay tầm 16. Đó. 17 của em là nhìn nó còn vẫn còn hơi nhỏ hơn một chút này rất ít những cái dòng di shock mà có thiết kế kiểu dáng nó nhỏ gọn như thế này hợp với các bác tay 16 đó và chiếc này màu của nó thì rất đẹp các bác nha màu đẹp lắm màu tím pin solar chống nước 200m có kết nối bluetooth rất nhiều các chức năng đi kèm và chiếc này hiện tại đồ có lâm về với một mức giá sale loanh quanh đâu đấy khoảng 20 Tại thời điểm giữa tháng 4 năm 2023, bên em về chiếc này với mã 4954, giá là 11.590.000, mã 4954 các bác nhé. Và giá này nó có thể thay đổi tùy thuộc thời điểm và tùy thuộc cái chương trình khuyến mại của Đồng Hồ Quang Lâm. Và các bác sẽ có thể truy cập trực tiếp vào website đồnghồquanglâm.com để đặt hàng với mã chiếc này là mã 4954, giá 11.590.000. Hoặc là các bác có thể liên hệ đến bên em theo các đầu số hotline là 1900 3468 hoặc là số 0915 559 883 hoặc số 0834 69 6699. Và đầu hồ quan lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.